sinh cho các bạn. Trong video ngày hôm nay, iGen sẽ hướng dẫn các bạn cách để thay đổi dữ liệu biểu đồ. Thì để thay đổi dữ liệu trên một biểu đồ, chúng ta sẽ click chọn biểu đồ đó. Ở trong phần chat tool thì các bạn sẽ vào thẻ design, và trong thẻ design các bạn sẽ nhấn chọn edit data. Thì bảng dữ liệu hiện ra và chúng ta sẽ tiến hành thực hiện các thay đổi dữ liệu mong muốn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Video được thực hiện bởi iGen Crypto.